Vâng, xin chào tất cả anh chị em mình đã quay trở lại kênh Sửa Bộ Gia Gốc. Thì ngày hôm nay thì em Biện rất được vinh dự khi mà được tiếp đón một vị khách hàng đến rất là xa đến cơ sở anh em, là chú Thủy. Chú Thủy là tận là Thanh Hóa các bạn. Thì chú Thủy mà một vị khách hàng mà rất là quen với nhà em, mà hôm nào là cũng lên xem livestream fan của em Biện các bạn. Đấy, và chú Thủy hôm nay đã lặn lội đi từ tận Thanh Hóa, đi rất là sớm. Thì chú Thủy cho cháu hỏi là chú đi từ lúc mấy giờ, đến sửa cháu lúc mấy giờ được không? Chú đi thì đi từ nhà thì đi từ lúc là hơn 3 giờ. Đấy, ra đi xe khách. Đấy, thì ra tới bến xe rồi đón xe buýt lên tới sửa nhà cháu thì là tầm 7 giờ ấy. Đấy. Thì vào đây á thì là chú cũng là rất mừng bởi vì được các cháu đón tiếp rất chi là chu đáo. Cho nên là cũng, mà cũng vì là cái lý do là không tin tưởng, bảo là mua hàng qua mạng đấy, không ý là không yên tâm, cho nên là chú phải ra tận nơi nhìn. Và các bạn ra rồi là mới biết là cũng là hàng là được đạt chất lượng. Và chú Thủy ấy thì là nó thật ra là các bác là cũng là vừa mới hôm qua thì có gọi điện thoại cho bên cho em Biện là có bảo là sẽ sắp xếp ra sửa một ngày gần nhất, nhưng mà em không ngờ rằng là hôm sau phát là sáng sau phát chú Thủy đã đến 7 rưỡi có mặt tại xưởng em rồi các bạn. Và chú Thủy đã đến xưởng nhà em đã tham khảo rất là nhiều sản phẩm rồi, thì chú có thể cho cháu xin đôi là cảm nhận được khi mà chú đến xưởng nhà chó với cả khi mà xem live stream, cái chất lượng và cái sản phẩm bên xưởng cho nó có nhiều đa dạng không, với cả là cái chất lượng có ok không chú? Hàng hóa thì nói chung là chất lượng, ra tới đây thì mới biết là bàn ghế là nó đa dạng nhiều, tốt có, rẻ có, vừa trung tiền có. Nghĩ là cái này là để cho những người là ít tiền thì người ta vào người ta mua được. Đấy, còn cái chất lượng thì là chú cảm thấy là rất ok. Đấy, thì là chú Thủy thì là đã ở đây với nhà em là từ sáng đến tận là 11 giờ, hơn 1 giờ các bạn. Đấy, đã ăn cơm xong xuôi rồi thì chú Thủy đã chốt là thống nhất là chốt một bộ combo sản phẩm là bao gồm là một bộ tần tiểu hoàng, hàng cột 12, hàng dày dặn và một chiếc kệ tivi cột nho gỗ hương đá hàng đặt các bạn nhá. Thì là bên cơ sở thì em có hẹn là trong vòng là khoảng 10 ngày nên em sẽ giao hàng đến tận nhà chú Thủy, và bên em sẽ sắp xếp là thời gian hẹn chú Thủy là đến nhà chú Thủy quay một video để làm kỷ niệm với xưởng các bạn. Thì cháu cũng xin là thay mặt là tất cả là anh chị em trong xưởng chúc chú và gia đình là luôn luôn là mạnh khỏe và hạnh phúc và đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên chó. Ai hẹn một ngày gần nhất thì chó sẽ đến nhà chú sẽ quay lấy một cái video làm kỷ niệm chú nhá. Cháu cảm ơn chú rất là nhiều. Đấy, thì là các bác nào mà đang phân vân mua sản phẩm bên cơ sở nhà em đang tham khảo ấy, thì mọi người có thể là đến trực tiếp cơ sở nhà em như là chú Thủy đây ở rất là xa. Chú Thủy tận là địa chỉ là thôn Đồng Lư, Lạc Trung, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Đấy, đi lặn lội rất là xa mà đến tận trực tiếp xưởng nhà em xem hàng các bạn. Mọi người là có nhu cầu thì bác phải đến trực tiếp nhà em, thì tổng diện tích nhà em lên đến 5.000 m², có hàng trăm các sản phẩm để cho tất cả mọi người qua xem. Ở địa chỉ nhà em thì là cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bác nhé. Đấy, mọi người mà xem được video này của em Biện, các bác thấy hay thì rất mong được mọi người ủng hộ cho em Biện bằng một nút like và chia sẻ giúp em các bác nhé. Xem bình luận mà của em mà có những bình luận đóng góp ý kiến gì thì để comment ở dưới phần bình luận giúp em, để em có thể là quay những video sau sẽ cố gắng hay nhất có thể cho mọi người ạ. Bây giờ em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và gặp lại các bác vào những video sau. Xin chào các bạn.